Xin chào quý vị, hôm ngày hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2017, tức là ngày 26 Tết rồi, chỉ còn 4 hôm nữa là chuyển sang mùa xuân mới. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ gụ ta Quảng Bình, bộ móc mỏ mang mã số M7, tức là bộ móc và 7 thứ. Thưa quý vị, là bình thường là từ lâu rồi những cái bộ quy mô này thì thường làm 6 thứ, nhưng mà ngày xa xưa thì là làm 7 thứ. Chính vì thế là cũng có khách là gợi ý chúng tôi là bác muốn là làm theo cái phong cách trước là dùng 7 thứ, tức là một ghế dài, một bàn là 2, hai chiếc ghế là 4, một đôn trà là 5 và hai chiếc đôn ngồi đây là 7. Chính vì thế mang cái mã số của bộ này là M7 để kỷ niệm cho cái việc có 7 thứ như vậy. Bây giờ tôi từ từ quay tất cả các chi tiết để quý vị xem. Thôi thì gần đâu quay đấy. Đây là hai chiếc đôn ngồi là vô cùng chuông trắng. Đây là một trong những cái mẫu kinh điển của cửa hàng, gồm có Louis là 1, móc mỏ là 2, trúc nam là 3, quật nho là 4. Đây là 4 mẫu ghế kinh điển của mọi thời đại, không có cái gì thay thế được. Và những cái mẫu này thì cũng kén người chơi và cũng kén người làm, bởi vì làm ra thì trông thì đơn giản nhưng mà rất là khó khăn, phải là thợ đỉnh cao mới làm được đến như thế này. Và khi đã như vậy thì trông đơn giản nhưng mà giá thành lại cao so với những cái mẫu ghế khác. Những bộ ghế cột to đùng 12 mà có khi chưa chắc đã bằng giá bộ này. Và chúng tôi thì những cái bộ cột 10, cột 12 vẫn là cái mặt hàng mà bán rất là chạy trên thị trường. Tuy nhiên là thỉnh thoảng có những bác là chơi theo phong cách như là các bác cụ đồ chơi đồ cổ, cứ thích những cái mẫu này thì chúng tôi cũng thỉnh thoảng ra được một bộ. Và tất nhiên là cái việc lựa chọn gỗ là rất là khắt khe, bởi vì trên thị trường nó cũng có những cái loại hàng bình thường và giá rẻ, nhưng mà những cái đấy lại không phải là sở trường của Đức Hiền. Đồ của Đức Hiền là những đồ đặc sắc và giá có thể cao hơn thị trường một chút, nhưng mà lại được khách rất là hân hoan đón nhận, và có những bác có thể phải đợi đến mấy tháng sẵn sàng. Nó giống như là cái giống nếp hương, nếp cái hoa vàng trồng rất là lâu mới được, nhưng mà khi ai đã ăn cái bát cơm nếp đó là không bao giờ quên được. Thì những cái bộ móc mỏ này nó cũng tương tự như vậy. Từ rất lâu rồi chúng tôi đã làm, hôm trước tôi làm xong một bộ, và các bác từ Ninh Hiệp, tôi nhớ là anh Đậu ở Ninh Hiệp đã về lấy rồi. Và từ ngày đến giờ là khoảng 3 tháng chúng tôi mới ra tiếp được một bộ này, và chắc là cũng phải khoảng độ 3 tháng nữa hoặc 4 tháng nữa chúng tôi mới có được cái bộ tiếp theo. Cho nên sau này quý vị cứ nhắc đến bộ M7 là sẽ ra ngay. Còn thông thường chúng tôi sẽ làm 6 thứ thôi, nhưng mà khách có yêu cầu chúng tôi sẽ làm thành 7 như thế này, vì xưởng nhà làm được thì thế nào cũng được. Và những cái mẫu truyền thống như là trúc nam, quật nho và mẫu này thì quý vị nhìn thấy đây, nó đều làm cái mặt dày và nó huỳnh lên thế này. Đây là cái hàng chúng tôi là hoàn toàn đánh trần bằng xi, không có một cái gì khác ngoài xi. Muốn thế thì đòi hỏi cái nước hàng ngang, rồi nạo, rồi đánh giáp, rồi vô cùng là kỹ, và phải giữ được nguyên chất gỗ, vân gỗ. Và lúc này thì đang là mới, cho nên là cái màu nó chưa đạt được cái độ đậm xuống một chút. Đậm xuống một chút thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà phải để có thời gian. Qua thời gian một chút thì nó sẽ xuống màu thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng ban đầu phải giữ nguyên vân, cho nên là chúng tôi là phải giữ nguyên cái chất như thế này. Trông lúc này đang mới làm xong thì nó có vẻ như là hơi sáng. Vì hôm trước tôi có quay một lần, quay cái bộ ghế mà đã về Ninh Hiệp rồi ấy, thì quý vị sẽ cảm giác là cái màu có vẻ đậm đà hơn. Như vậy là cái bộ này đã được quay xong, và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số điện thoại đang ở trên bảng đây.
0984 666 999. Và đây là hình ảnh tôi đang quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Alo. Vâng. Cháu, cháu, hàng đã về nơi chưa? Ờ, được. Ờ, đi lâu rồi, chú như lúc sáng chú nhắn tin vào cái số máy của chị cháu đấy. Nhá. Đây, cháu mở tin nhắn ra xem, chắc là nó trả một nhà trước xong đến nhà cháu. Nhà kia có bộ ghế thôi mà. Nhà cháu thì có vẻ là lâu hơn nhà kia. Một nhà thì đang ở, đang ở cái gì ấy, chợ Đông Hải gì đấy nhá. Không phải nghĩ. Đầu xuân lên chúng chơi còn nhiều thứ lắm nhá. Tí không, tí bảo cho nó chỉnh luôn, chỉnh luôn. Ok, yên tâm, chú cẩn thận lắm. Lúc nào dỗi lên chú chơi đầu xuân nhá. Chào cháu. Ở bên kia là khu vực nhà A của tôi. 0984 666 999. Xin tạm biệt quý vị.